chạy bản kinh xe phong cách 24 giờ. Kawasaki Z1200 đã có mặt ở showroom tại Việt Nam. Chỉ sau 2 tháng từ khi được công bố, mẫu Kawasaki Z1200 đã có mặt các đại lý chuyên phân phối chính hãng dòng xe Kawasaki tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá bán cụ thể chưa được công bố trong buổi lễ ra mắt diễn ra vào cuối tuần này. Theo chia sẻ một số đại lý, những khách hàng mua Z1200 trong lễ ra mắt sẽ được tặng một phần quà rất đặc biệt. Ở phiên bản 2017 này, mẫu nước cơ bay Z1000 có rất nhiều thay đổi so với thiết kế phiên bản người tiền nhiệm. Vẫn là một diện mạo dữ dằn, hầm hố với ngôn ngữ thiết kế Tsugumi đặc trưng, sẽ đem lại ấn tượng hơn khi được bổ sung thêm hai màu mới ở phiên bản màu xám kim loại kết hợp với màu xanh lá và một phiên bản màu cam kết hợp với màu xám kim loại. Cả hai phiên bản này đều có điểm nhấn chung là bộ tem chữ Z to nằm ở cánh gà. Sức mạnh của chiếc xe vẫn là khối động cơ 4 xi lanh DOC có dung tích 1043 phân khối làm mát và dung dịch, sinh ra công suất tối đa 142 mã lực ở vòng tua máy 10.000 vòng phút, mô men sáng cực đại 111 Nm tại vòng tua 7.300 vòng phút, kết hợp hộp số 6 cấp, có sự hỗ trợ của công nghệ chống trượt bánh khi dùng số cấp Slipper Lift. Ngoài ra, phiên bản mới này động cơ có được nâng cấp nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Kawasaki Z1200 vẫn sở hữu kích thước dài nhưng rộng nhưng cao 2045x790x1055 mm, chiều dài cơ sở 1435 mm, chiều cao yên xe 1815 mm, khoảng sáng gầm 125 mm. Xe sở hữu trọng lượng không tải 221 kg và bình xăng có dung tích 17 lít. Hệ thống treo trước trên chiếc Z1200 đến từ cặp phuộc upside down 41 mm ở phía trước và phuộc monoshock ở phía sau. Cả hai phuộc đều có hệ thống điều chỉnh theo nhu cầu người sử dụng. Lực hãm xe bắt nguồn từ hệ thống phanh đĩa trước. Ở phía trước có đường kính 310 mm kết hợp heo dầu 4 bit và phanh đĩa đơn ở phía sau 250 mm. Hệ thống chống bó cứng ABS được trang bị tiêu chuẩn trên chiếc Z1200. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.